Chào các bạn, thì cũng đã khá là lâu rồi mình chưa có cái dịp để làm những cái video hướng dẫn về các cái kỹ thuật. Thế ngày hôm nay mình lại có thời gian để làm về một cái video hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra, test và vệ sinh cái máy laptop của mình một cách hiệu quả. Cái công việc tại sao chúng ta lại phải đi vệ sinh laptop và để bảo dưỡng cái máy của mình thì nó cũng rất đơn giản thôi. Lý do là tất cả các cái thiết bị máy tính trong một cái khoảng thời gian chúng ta sử dụng từ 6 tháng cho đến 1 năm thì máy của chúng ta có thể là bị bám bụi bẩn vào ở môi trường, rồi nó cái keo tản nhiệt của máy của mình nó không còn được như ban đầu của nhà sản xuất nữa, thì nó sẽ dẫn đến là cái hiệu suất sử dụng cho cái máy của mình nó giảm đi. Đối với các cái dòng máy tính cách đây khoảng chừng 5-7 năm á, thì cái việc mà vệ sinh laptop các bạn vào keo tản nhiệt nó cũng không cần phải chú trọng lắm. Tuy nhiên trên các cái dòng máy mới bây giờ thì việc vệ sinh máy định kỳ và vào keo tản nhiệt nó sẽ giúp hiệu suất của máy cải thiện một cách đáng kể. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói và chỉ ra được cái việc là khi các bạn vệ sinh máy thì nó hiệu quả đến mức như thế nào, thay đổi hay không, và chúng ta phải có công cụ để chúng ta test. Thế thì ở đây mình ngày hôm nay mình có một cái máy tính của khách hàng, người ta gửi đến, người ta nói cái máy này là chạy với cái tình trạng là bị lâu lâu nó bị treo hoặc bị đơ, trong khi đó khách hàng đã đi nâng cấp máy rồi, sửa chữa và nâng cấp máy ở một số tiệm khác rồi nhưng người ta vẫn không tìm ra được cái nguyên nhân. Thế thì mình test máy thì mình thấy là nhiệt độ của CPU khá là cao. Thế thì ở đây để mà cho nhiệt độ CPU lên thì mình sẽ mở những cái đoạn video chất lượng cao lên. Mở những đoạn video chất lượng cao. Mình đang mở một cái video 4K, chất lượng 4K. Đấy, chất lượng 4K. Đây, đang mở cái video chất lượng 4K. Và mình mở một cái ứng dụng test. Đây, cái ứng dụng này mình kiểm tra cái nhiệt độ. Đấy, các bạn sẽ thấy được là gì ạ? Bảng nhiệt độ của máy chạy luôn luôn ở trên cái ngưỡng rất là cao. Nó tầm khoảng chừng là đây. Đấy, nhiệt độ của máy rất là cao. Từ 93 độ và thậm chí là nếu như mở nặng lên là có thể lên đến cả 100 độ và luôn luôn ở cái chế độ báo động đỏ, đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi mà mình kiểm tra thì mình thấy cái hiện tượng nó như thế này. Và mình mới chỉ chạy có một tab thôi. Chứ chưa chạy nhiều. Thì nhiệt độ của máy đã lên đến như vậy rồi. Đây, mình mở thêm một cái nữa nhé. Mở thêm một tab nữa. Các bạn sẽ thấy được là cho thêm một cái ứng dụng nữa đi. Đó, máy bắt đầu có hiện tượng đơ rồi này, không dê được chuột này, không sử dụng được luôn. Đấy, mới mở có nhiều đó là máy đã treo rồi, các bạn thấy không? Nè, treo luôn rồi. Đấy. Đó, mới mở lên nhiều đó thôi là máy đã có hiện tượng treo. Đấy, bảng nhiệt độ các bạn sẽ thấy này, lên đỏ hết, đúng không? Đấy, nhiệt độ lên
và máy có lâu lâu có hiện tượng treo đơ. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ tắt máy này đi và chúng ta tiến hành là gì, vệ sinh cái máy này để xem nó như thế nào ha. Rồi, sau khi chúng ta tắt máy đi, chúng ta tiến hành là gì? Mở máy ra, chúng ta vệ sinh, đúng không? Thế thì công việc để vệ sinh nó cũng khá đơn giản thôi. À, ở một cái video trước, mình đã có một cái video hướng dẫn về vệ sinh laptop và mình cũng đã nói rất là chi tiết về việc chúng ta tháo ráp cái máy laptop như thế nào. Thì nếu như trường hợp các bạn cần tham khảo thì hãy vào cái kênh HKP Channel. À, và trong đó thì có rất là nhiều những video về kỹ thuật. À, Noodle CD. Cái video hướng dẫn chi tiết thì việc mà tháo ráp cái máy laptop để vệ sinh thì các bạn xem ở trong cái kênh HKP Channel nhé. À, trên đó thì mình có hướng dẫn kỹ rồi. Nên ở đây thì mình làm nhanh thôi, mình chỉ làm về cái vấn đề là gì? À, chúng ta vệ sinh, chúng ta lưu ý, chúng ta test, kiểm tra. À, con máy này là CPU Gen G8 i5. Đây là những cái dòng máy mà chạy chip dán, nên là khi các bạn vào keo tản nhiệt vệ sinh mà chúng ta không không đi keo tản nhiệt chuẩn thì hiệu suất của máy rất thấp, và thường là gì, nhiệt độ vẫn cao cao như là nãy mình nói là 890 độ đó. Đó. Thế thì trong công việc vệ sinh các bạn lưu ý giùm mình là chúng ta phải làm sạch cái fan tản nhiệt này. Cái thứ hai là cái phần mà thổi này. À, ở đây. Chúng ta vệ sinh thật sạch. Máy này thì người ta đã đưa đi đâu vệ sinh rồi nhưng mà không cải thiện được. À, cũng đã sửa rồi, kỹ thuật sửa rồi nhưng không cải thiện được. Nâng RAM rồi nâng SSD gì đó ha. À, keo tản nhiệt khô. À, đây cũng khô luôn rồi. Đấy. Nó tiến hành chúng ta vệ sinh, chúng ta lau nó đi. Nó sạch đi. Và chúng ta vào keo tản nhiệt như thế này. À, đối với keo tản nhiệt này thì khá là chuẩn rồi. Các bạn tí sẽ thấy được là gì, hiệu suất của nó.
Các bạn vào keo tản nhiệt, các bạn chú ý là gì, chúng ta vào vừa thôi, nó như hạt đỗ thôi nhé, không cần nhiều đâu, thì nó vừa đủ thôi, lạm dụng quá cũng không được. Đặc biệt máy mạnh dòng máy mà chạy từ gen 6, CPU gen 5, gen 6 và có chip Vega rời, các bạn phải lưu ý khi làm vệ sinh chúng ta phải làm cho cẩn thận ha. Bởi vì đây là dòng chip dán, hiệu suất của máy chạy nói là nó giảm nhiệt nhưng mà chúng ta dùng keo không đúng hoặc là chúng ta vệ sinh không biết chúng không đúng thì cũng không được. Nên chúng ta phải kiểm tra, chúng ta phải làm cho chuẩn vào. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu mở máy lên, test lại. Chúng ta cũng mở các ứng dụng thẳng lên để cho máy nó chạy thử xem. Mình mở thêm tab nữa. Hai tab rồi, chạy phim 4K rồi, mở thêm cái nữa nhé. Đấy, các bạn thấy đấy, nhiệt độ của CPU không lên đến cái mức độ là đèn đỏ nữa. Mình mở đến 3 tab, 2 tab về xem video và 1 tab mở chương trình ứng dụng đồ họa, nhưng nhiệt độ CPU chỉ đạt tầm khoảng chừng là gì, 85, 86 là nó tụt xuống liền. Nó không lên đèn, không lên 100 và ở đây cũng không còn báo đỏ nữa, đúng không ạ? Đó. Đó, nếu mà nó lên cao nữa thì nó tụt rất nhanh.
Rồi, như vậy là mình đã làm xong, hướng dẫn các bạn làm xong và mình đã chỉ các bạn cách kiểm tra và test cái máy tính của mình xem là nhiệt độ có đạt được ở cái ngưỡng mà phù hợp hay không. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của tôi. Chúc các bạn cũng làm tự mình có thể làm vệ sinh được cái máy tính, làm cho máy của mình có thể hiệu quả hơn như tôi đã làm. Chào tạm biệt. Các bạn xem video, nếu cảm thấy video này có ích đối với bản thân các bạn hãy like và share cái video này, chia sẻ cho nhiều người được biết hơn. Đồng thời các bạn cũng vui lòng truy cập vào cái site Google Maps công ty HKP và các bạn cho mình cái đánh giá ở trên cái site đó. Cảm ơn các bạn.